Hello, thân mến chào các bạn. Ok, hôm nay Peter sẽ bắt đầu một cái series tutorial để hướng dẫn các bạn thực hiện những tấm ảnh gọi là HDR, giống như lời hứa mà Peter cũng đã nói trong cái video trước. Thì bây giờ mới có thời giờ để thực hiện những cái video này để chia sẻ với các bạn. Ok, HDR tiếng Mỹ nó gọi là High Dynamic Range, có nghĩa là những cái loại hình mà chúng ta phải chụp nhiều tấm rồi chúng ta sẽ ráp những cái tấm hình đó lại bằng Lightroom và Photoshop, rồi cuối cùng chúng ta sẽ có một cái tấm hình dải màu rất là rộng. Như các bạn cũng biết là trong máy chụp hình thì không có máy chụp hình nào chúng ta mua về ngày hôm nay mà cho chúng ta chụp một cái dải màu mà rộng thật là rộng được. Cho nên khi mình chụp một tấm hình về, nhiều khi cái chỗ thì sáng quá bị cháy, hoặc là cái chỗ tối quá thì lại không thấy chi tiết. Cho nên cái kỹ thuật mà dùng HDR này là một trong những cái kỹ thuật mà rất là thịnh hành trong vòng 5 năm vừa rồi. Và hiện bây giờ Peter cũng rất là thích cái loại chụp hình này và chia sẻ cho các bạn. Ok, trước nhất khi mà mình thực hiện HDR là cái công việc là chúng ta phải chụp làm sao để chúng ta có những cái tấm hình để làm được HDR. Thì trong cái video này Peter sẽ chọn 3 tấm hình. Peter sẽ làm một cái 3 tấm hình đó đơn giản trước, và Peter sẽ làm những cái HDR mà nó khó hơn vô những cái video kế. Nhưng mà trước mắt là đây là 3 tấm hình mà Peter đã chụp cùng một lúc. Thì các bạn thấy đây là cái tấm hình trung thực ha. Nếu mà chúng ta chụp một tấm thôi á, thì đây nó ra một cái tấm như vậy. Nhưng mà khi mà Peter thực hiện HDR thì lúc nào Peter cũng chụp một tấm trung thực, chụp một tấm tối hơn và một tấm sáng hơn. Thì nếu mà các bạn nhìn trên cái 3 tấm hình này á, thì cái tấm hình tối hơn này á, là nó sẽ cho chúng ta chi tiết trong cái bầu trời. Đó là cái khung này nè. Thì cái bầu trời này lúc đó là cái màu xanh với lại màu hồng ẩn sáng rất là đẹp. Và Peter muốn lấy cái đẹp của cái bầu trời. Nhưng mà các bạn thấy là khi mình chụp tối xuống như vậy thì ở dưới đây nó mất hết chi tiết, nó tối quá, đúng không? Thì ngược lại mình sẽ chụp một tấm sáng. Thì khi mình chụp sáng như vậy thì mình sẽ thấy chi tiết ở trong trên chiếc tàu này, cái màu vàng này rất là đẹp, những cái chi tiết ở trên cái bánh xe, những cái gân, chi tiết ở trên cái gỗ của chiếc tàu này, và chi tiết ở cái mặt nước này, và thậm chí là cái nước này nó rất là thấp. Đây là biển mà nước rút, cho nên ở dưới cái nước này chúng ta sẽ thấy những cái chi tiết nữa. Và nếu mà mình chụp mà mình không có chụp kỹ thì cái phần chi tiết này nó tối, giống như cái tấm này nó tối, đúng không? Ngược lại khi mà mình chụp cái tấm sáng này thì các bạn để ý này, trên cái bầu trời này nó bị trắng toát, nó bị cháy. Đó. Cho nên khi mình làm HDR là mình phải chụp 3 tấm ha, một tấm là chung, một tấm tối hơn 2 khẩu độ và một tấm sáng hơn 2 khẩu độ. Đây là cái cách mà để mình có 3 tấm hình rồi mình mới bắt đầu mình đem vô mình ráp thành một tấm hình đẹp. Và Peter cũng đã ráp thử một tấm của ba cái tấm này rồi, và cái kết quả cuối cùng là cái tấm này đây. Ok. Thì các bạn theo dõi cái HDR này xong các bạn sẽ thấy. Thì nếu mà các bạn nhìn kỹ á, nếu mà Peter không ráp HDR thì cái tấm này nó không có thể nào mà mình thể hiện được cái chi tiết ở trong cái tàu này được. Ok. Cái màu vàng này nó cũng sẽ không có đẹp. Cái màu đỏ này cũng không ra. Những cái chi tiết ở dưới cái bông tàu này. Và thậm chí nếu mà Peter zoom cái hình này lên, các bạn sẽ thấy những cái chi tiết ở dưới nước này luôn. Ok. Và cái nước này nó gân lên rất là đẹp. Ok. Trở lại cái bầu trời là nếu mà mình dùng HDR là mình sẽ cứu được cái bầu trời nó sẽ không có bị cháy ha, và mình sẽ thấy được những cái mây cuộn và cái màu sắc của trên bầu trời này. Thì đây là cái kết quả cuối cùng của cái kỹ thuật làm HDR, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ok ha. Lý do Peter muốn đi từ từ và Peter sẽ chia nó ra thành nhiều đoạn để cho các bạn nắm vững cái vấn đề này. HDR không có thể làm vội được. Ok, mình sẽ làm từ từ thôi. Đây là cái tấm đầu tiên, các bạn thấy là Peter chụp là ở cái tốc độ 1:25 ở cái khẩu độ f5.6. Nếu mà Peter qua cái tấm thứ hai, Peter cũng giữ nó khẩu độ là f5.6 nhưng mà Peter chụp tối hơn hai khẩu độ thì nó là cái tốc độ nó là 1/100. Qua cái tấm này là Peter chụp nhanh hơn hai khẩu độ thì nó là 1/6 giây. Ok, thì ba cái tấm hình này chúng ta sẽ chọn nó ở trong Lightroom. Chúng ta sẽ bấm cái tấm đầu tiên trên cái bàn phím, chúng ta bấm cái nút Shift và chúng ta qua bên này chúng ta bấm cái tấm thứ ba đó để chúng ta chọn ba tấm hình. Khi chúng ta chọn ba tấm hình này, đây là nó sẽ nói ở dưới đây là 3 selected, đúng không? Rồi thì ba tấm hình này chúng ta phải làm cái gì? Chúng ta phải đi vô cái phần nó gọi là Photo, xuống cái chỗ nó gọi là Edit, và chúng ta sẽ chạy qua bên cái chỗ nó gọi là Merge to HDR Pro in Photoshop. Đây là một trong những cái mà mình phải dùng Photoshop, tại vì mình phải đưa ba tấm hình này qua cho Photoshop. Photoshop nó mới có cái công cụ để chúng ta ráp ba tấm hình này lại thành một cái tấm hình 32 bit. Ok, đây là một trong những cái mà Peter muốn thấy ở trong cái Lightroom 5 mà trong cái version Lightroom 5 này nó không cho. Đó là một trong những cái mà Peter rất là bực mình. Hy vọng là vô Lightroom 6 hoặc là vô những cái phiên bản tới á, Lightroom nó cho chúng ta làm cái vấn đề ráp ba cái tấm hình này thành một ngay trong Lightroom này, mình khỏi phải chạy qua Photoshop. Nhưng mà trong cái version Lightroom 5 này chúng ta lại phải chạy qua bên Photoshop. Ok, thì đây là một trong những cái khuyết điểm và Peter mong muốn là một ngày rất gần Lightroom nó sẽ kết hợp cái vấn đề này vô Lightroom luôn. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ vô Photo, Edit và Merge to HDR Pro in Photoshop. Thì khi mình chọn như vậy á, cái máy nó sẽ chạy chậm chậm một chút xíu là tại vì nó phải khởi động Photoshop. Thì các bạn có thể phải đợi với Peter một chút xíu. Ok, nó sẽ lên cái hộp này. Peter không có muốn upgrade lên cho nên Peter cứ bấm cái nút Open Anyway thôi. Ok, thì các bạn thấy đó là bắt đầu cái hệ thống nó khởi động Photoshop. Ok, thì cái giai đoạn này các bạn tùy theo cái máy của các bạn các bạn cũng phải ngồi đợi để cho nó chạy. Nếu cái máy của các bạn mạnh thì nó sẽ chạy nhanh hơn, còn cái máy mà yếu thì nó sẽ chạy chậm hơn. Tại vì cái giai đoạn này nó rất là, tiếng Mỹ nó gọi là computer sense, Peter nói lộn, xin lỗi, nó rất là nặng cái máy và nó tốn rất là nhiều thời giờ để cho nó ráp. Đó, các bạn thấy là nó đang chạy. Thì cái mà cách làm này hiện bây giờ là mình phải chạy qua Photoshop. Vô những cái tutorial kế, Peter sẽ hướng dẫn các bạn cách làm HDR khác nữa. Và sau cái video này Peter sẽ hướng dẫn các bạn nhiều cách để làm HDR. Rồi sau đó các bạn từ từ các bạn tập và các bạn sẽ chọn một cái cách nào đó hay cho các bạn. Như Peter có nhiều hình mình ráp cái kiểu này nó không đẹp thì mình lại qua mình ráp cái kiểu khác nó đẹp, chứ không phải là nhất thiết là ráp một kiểu là nó đẹp đâu. Ok, đó là một trong những cái Peter muốn chia sẻ cho các bạn. Ok, chúng ta ngồi đợi một chút xíu nữa. Thì sau khi cái Photoshop nó ráp vô cho chúng ta, nó sẽ ra một cái hộp nó gọi là Merge HDR. Thì đây là một trong những cái hiệu ứng mà Peter muốn Photoshop nó bỏ vô trong Lightroom. Hy vọng là trong những cái phiên bản kế sẽ có cái phần này. Ok, sắp xong. Các bạn đợi một chút. Cái máy của Peter thì nói đúng ra là cái máy này là MacBook Pro Core Duo i5, cho nên nói chung ra thì nó cũng nếu mà tính tới cái vấn đề công nghệ bây giờ thì nó cũng không phải là cái loại máy nhanh nhất bây giờ, cho nên nó chạy cũng hơi ì ạch một chút xíu. Vì cái video này liên quan tới cái HDR này cho nên nó hơi bị chậm một chút xíu. Nhưng mà Peter cũng muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn chơi HDR rồi á, giống như là Peter, thì các bạn sẽ thấy cái lợi hại của nó và các bạn sẽ bắt đầu thích thú, nhất là khi các bạn chụp phong cảnh. Tại vì phong cảnh thông thường là chúng ta chụp là nó sẽ chỉ bị chênh sáng rất nhiều, cái bầu trời nó sẽ bị trắng toát ra và cái phần đất nó sẽ bị tối. Cho nên bây giờ Peter đi chụp, mà Peter chụp phong cảnh thông thường là Peter lúc nào cũng để cho cái máy của Peter chụp một lúc 3 tấm, một tấm chung, một tấm sáng 2 khẩu độ và một tấm tối 2 khẩu độ. Và trên tất cả những cái máy chụp hình của chúng ta có thể setting cái vấn đề đó. Như Peter chụp cái 3 cái tấm hình này bằng Sony Nex 7 và ống kính 10-18 khẩu độ f4.0 có chống rung, thì trên cái máy của Peter set vô cái phần nó gọi là Auto Bracket. Và khi mình set vô cái Auto Bracket vậy, mình có thể chọn là cộng 1-1, cộng 2-2, cộng 3-3 hay như thế nào đó, tùy chúng ta chọn theo như những cái hình HDR mà Peter đã làm và đã trải qua. Thì Peter thấy là cộng 2 và -2 là chuẩn nhất và đẹp nhất, mình không cần phải cộng 3-3. Peter đã thử rất là nhiều rồi. Thậm chí nếu mà mình chụp cộng 3-3 đó, mình ráp nhiều khi nó khó nữa, cộng 2-2 ráp nó dễ hơn và hình Peter cảm thấy là nó mượt mà hơn. Ok, nhưng nói tới đây là đây cũng là một trong những cái mà Peter khuyên các bạn, nếu mà các bạn chơi HDR thì cứ tập đi, mới đầu thì cứ chụp cộng 3-3 về ráp, cộng 2-2 về ráp, rồi từ từ các bạn sẽ thấy là cái gì nó hợp cho các bạn hơn. Nhưng mà Peter cứ cộng 2-2 là Peter thấy hình hầu như là đẹp nhất. Ok, hình như tới đây là nó sắp xong, các bạn đợi Peter thêm một chút xíu nữa. Tại vì cái lúc mà Photoshop này nó đang làm là nó lấy 3 cái tấm hình raw của mình, mà 3 tấm hình raw là 3 tấm hình rất là lớn, rất là nặng. Cái hình mà Peter đang ráp đây là từ cái máy Nex 7 và nó có tới 24 megapixel và nó ráp 3 cái tấm đó lại 24 megapixel thì nó rất là nặng, nó rất là chậm. Ok, đây cái hộp nó sẽ hiện lên là như vậy. Nhưng mà khi mà nó hiện lên là cái đầu tiên nó sẽ hiện lên cho các bạn là như vậy nè. Để Peter chọn. Đó, nó sẽ hiện lên là cái hộp nó y chang như vậy. Và các bạn sẽ thấy là dưới đây là Peter có cái 3 tấm hình là cộng 2. Đây là tấm hình cộng 2. Đây là tấm hình 0.0 và đây tấm hình -2. 3 tấm hình này nó ráp thành một cái tấm hình nằm ở giữa đây. Và bên này nó có những cái thanh để chúng ta làm. Đây cũng là một cách để chúng ta làm, nhưng mà trong cái video này Peter hướng dẫn cái cách mà Peter thích nhất ha. Thì khi mà các bạn thấy cái hộp này, các bạn sẽ lên cái chỗ này Mode và các bạn chọn 32. Ok, thì khi mà các bạn chọn như vậy là các bạn nói nó là tôi muốn ráp cái 3 cái tấm hình này thành một cái tấm hình ở cái dạng 32 bit. Thứ hai nữa là các bạn sẽ lên cái chỗ này gọi là Remove Ghost và các bạn chọn cái nút này. Khi các bạn chọn cái nút Ghost này các bạn sẽ thấy là nó sẽ lấy 3 cái tấm hình này và nó sẽ ép thành một tấm hình mà không có bị sole ha. Cái chữ Remove Ghost này là nó cho 3 cái tấm hình này không bị sole và không có bị thấy cái lệch. Tại vì nhiều khi mình chụp 3 tấm hình cái tay mình không có vững thì 3 cái tấm hình nó bị lệch, mà nó lệch một chút xíu thôi ha. Thì mình chọn, lúc nào mình cũng nên chọn Remove Ghost này để cho nó ráp vô. Ok, ở ngay cái điểm này các bạn đừng có làm gì hơn nữa, chỉ có bấm cái nút OK thôi. Và khi các bạn bấm cái nút OK này mình đợi một chút xíu. Đợi một chút xíu và nó sẽ ráp thành một cái tấm hình 32 bit cho chúng ta. Và nếu mà các bạn để ý đây cái hình này thật sự hiện bây giờ nó rất là xấu, Nhưng mà các bạn đừng có lo, cái hình này nó xấu, nhưng mà ở trong cái hình xấu này nó có rất là nhiều chi tiết, nó có rất là nhiều cái thông số. Vì nó là một cái hình 32 bit lận. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái hình 32 bit này, chúng ta sẽ vô lại Lightroom và chúng ta sẽ xử lý một tấm hình này. Và khi chúng ta xử lý một tấm hình này thì các bạn sẽ thấy cái sự lợi hại của cái file 32 bit. Ok, mình đợi chút xíu nữa. Như Peter nói là trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó hơi chậm và mình phải đợi. Hy vọng là cái video này nó không quá chậm và cũng không có quá boring cho các bạn ha. Nhưng mà đây là mình không có cách nào chọn lựa hết, mình phải đợi nó thôi. Đó, ok, các bạn nhìn đây nè, ở trên này nó sẽ nói cho các bạn thấy là 32. Đó, nó hiện lên cái chữ 32. Và đây là cái hình 32 bit. Thì bây giờ mình chỉ có vô cái phần file. File. Đợi chậm nhé. Máy nó hơi kỳ hẹp một chút. Và chúng ta chọn Save As. Rồi nó sẽ lên cái hộp này và Peter sẽ để cái tên này y chang như vậy. Nó sẽ cho chúng ta một cái tên và Peter sẽ save nó vô cái chỗ này. Long Hải, Long Sơn, và Peter bấm save. Lên cái hộp này mình chọn OK. Các bạn nhìn ở dưới đây nó sẽ... Vì cái file này hiện bây giờ nó rất là lớn, cho nên cái save nó... Cái lưu lại vô trong máy cũng rất là chậm. Và cái hình 32 bit này nó sẽ lên tới 200 mấy chục mét lận. Tại vì nó rất là một cái file mà 32 bit này nó rất là to, rất là lớn, tại vì trong đó nhiều chi tiết lắm. Ok rồi, nó save xong rồi. Ha, Peter sẽ đóng cái Photoshop này và trở lại cái Lightroom. Khi mình qua lại Lightroom á, thì mình sẽ ở trong cái folder này. Peter sẽ bấm cái chuột phải. Đợi Peter một chút nha, cái máy của Peter nó chậm quá. Và Peter sẽ chọn Synchronize Folder. Khi mà chọn Synchronize Folder như vậy á, thì mình sẽ thấy cái tấm hình 32 bit hồi nãy của Photoshop nó mới lưu lại cho mình. Và nó sẽ hiện lên ở trong cái khung này. Vì cái file 32 bit này nó lớn lắm, cho nên tất cả mọi thứ cái hệ thống nó làm cũng sẽ bị chậm đi. Đây, đó các bạn thấy cái file nó đã hiện vô cái phần mềm Lightroom của mình. Ok ha, các bạn đợi thêm một chút xíu nữa. Ok, đã. Rồi đây là cái file mà mình mới tạo ra. Đây nè, ngay chỗ này. UntitledHDR2. Đó. Thì cái file này á, là cái file 32 bit TIFF. Và chúng ta sẽ dùng cái file này để bắt đầu chúng ta làm xử lý cho nó đẹp. Ok, tới đây Peter sẽ ngừng tại vì cái video này dài rồi. Sẽ tiếp tục vô cái phần 2. Thì cái phần 2 là xử lý cái tấm hình này trong Lightroom. Thì khi chúng ta xử lý tấm hình này thì cũng giống như là chúng ta xử lý tất cả những tấm hình khác. Ok, thì cái video này là giai đoạn 1, phần 1 là làm sao chúng ta ráp ba cái tấm hình dùng Photoshop để mà cho chúng ta có một cái tấm hình 32 bit. Đó. Rồi sau khi mình có cái hình 32 bit như cái tấm hình này đây, chúng ta sẽ dùng Lightroom để chúng ta làm cho nó đẹp. Ok, thân mến chào các bạn.